Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng đã nỗ lực nâng cao chất lượng chương trình, khẳng định uy tín, thực hiện chức năng là cơ quan truyền thông chủ lực của Đảng bộ chính quyền thành phố. Đài đã tập trung tuyên truyền đậm nét đại hội đảng các cấp, công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh truyền thông phản biện xã hội. Năm qua, Đài đã đạt 45 giải báo chí trung ương và địa phương. Trong đó đáng chú ý có một giải C báo chí quốc gia, một giải B búa liềm vàng toàn quốc, một huy chương vàng, một huy chương bạc và 3 bằng khen tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40. Năm 2021, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật tiên tiến, đồng bộ khai thác tốt các nguồn thu, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công, phấn đấu có 12 cho đến 15 giải thưởng báo chí cấp quốc gia và thành phố. Triển khai thực hiện 2 dự án, đầu tư mới phim trường S4 và nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình phát thanh truyền hình và phòng tổng khống chế. Dịp này, Đài đã tuyên dương khen thưởng các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020.